Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết tại thủ đô vẫn được dự báo mát mẻ vào sáng sớm với sương mù nhẹ vài nơi. Tuy nhiên, nắng xuất hiện từ sớm, nhiệt độ ngoài trời lúc này đo được là 24 đến 25 độ, độ ẩm ở mức là 89%. Từ sau 8 giờ nắng bắt đầu mạnh hơn khiến nền nhiệt độ tăng nhanh, lúc 10 giờ nhiệt độ là 29 độ rồi sau đó tăng lên 31 độ vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới là 32 đến 33 độ và sẽ duy trì trong suốt buổi chiều. Lúc này độ ẩm cũng giảm xuống thấp dưới ngưỡng 60% nên cảm giác hanh khô và oi nóng. Từ sau 17 giờ nền nhiệt sẽ giảm dần và duy trì ở mức là 26 độ vào buổi tối. Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp diễn hình thái thời tiết trời quang mây, nhiệt độ trong ngày khoảng 23 đến 33 độ là điều kiện thuận lợi cho người dân thủ đô cũng như du khách được hòa mình vào những sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Tròn 7 thập kỷ từ ngày giải phóng, Hà Nội vẫn giữ trọn vẹn niềm tự hào với trang sử hào hùng. Thủ đô như khoác lên mình chiếc áo mới với những băng rôn biểu ngữ rực rỡ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đi trước. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tháng 10, nhiệt độ cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 11 và tháng 12, nền nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng sẽ thấp hơn khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm. Rét đậm ở miền Bắc với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng với nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.